Alun Audio xin được gửi lời mến chào tới toàn thể các bác. Và kính thưa các bác của anh em, mặc dù là công việc rất là bận rộn đúng không ạ? Và hôm nay cũng rất là ốm đấy các bác ạ, mất tiếng. Nhưng em vẫn cứ lên vườn đào tại nhà anh Nghi có địa chỉ tại thành phố Hải Dương để chọn cho cửa hàng mình một cây đào đẹp nhất. Thì em xin được chia sẻ toàn thể các bác. Anh Nghi đúng không ạ? Cam hơi mở đúng không ạ? Anh Nghi đúng không ạ? Là một trung tâm tổ chức sự kiện có địa chỉ tại phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương. Anh một ngày có thể đáp ứng được từ 5 tới 10 nhà rạp và từ 5 đến 10 bộ sự kiện. Ngoài ra anh chuyên bán và cho thuê đào Tết các bác nhá. Đúng không ạ? Các bác nhìn xem những gốc đào cổ rất là to, rất là đẹp. Đấy. Hôm nay nhân tiện công việc là lên nắp cho anh một chiếc đẩy CLBX các bác nhá. Thì em cũng chọn cho mình một cây luôn. Các bác của anh em có nhu cầu mua và thuê đào Tết vâng nhá, thì hãy về với anh Nghi. Đấy. Các bác còn nhớ không ạ? Tết năm 2020 đúng không ạ? Em cũng đã có mặt tại vườn đào nhà anh. Các bác của em thân mến nhá, còn khoảng hơn 100 gốc đào cổ nữa. Đó, sẽ được lên trưng bày nhá. Đó, các bác của anh em cứ kết nối các bạn. Có thể kết nối qua em hoặc kết nối trực tiếp với số điện thoại đây ạ, 0904 654 102. Nhà rạp Lam Nghi có địa chỉ tại thôn Khuê Triền, phường Tân Hưng đúng không ạ? Tân Hưng, thành phố Hải Dương các bác nhá. Đó, các bác thấy sao ạ? Toàn gốc lớn thôi, gốc cổ các bác nhá, gốc đào lớn và gốc cổ. Đấy, xin mời các bác của anh em thăm vườn đào lớn nhất thành phố Hải Dương các bác nhá. Lớn nhất thành phố Hải Dương luôn. Đó, còn cả hơn 100 gốc đào cổ các bác nhá. Hơn 100 gốc đào cổ. Hôm nay anh chia sẻ là đi lắp rạp cũng nhiều và vâng, cảm ơn anh Nghi nhá. Okay. Em đang quay một video để có thể chia sẻ với mọi người là có nhu cầu đúng không ạ? Về âm thanh, ánh sáng nhà rạp thì alo cho anh, và có nhu cầu mua và thuê đào Tết đúng không ạ? Alo anh. Cảm ơn anh nhá. Em đã giới thiệu cho mọi người số điện thoại và địa chỉ rồi. Vâng, cảm ơn anh nhá. Bác thanh toán tiền thì đấy ạ, sếp em ấy. Vâng, sếp em. Vâng. Các bác cùng toàn thể quý anh chị em thân mến. Mọi người sẽ cùng bớt chút thời gian đúng không ạ? Qua cửa hàng em Luân, địa chỉ tại Chí Linh, Hải Dương, để giao lưu và ngắm cây đào đúng không ạ? Cùng chia sẻ xem cây đào này có đạt tiêu chuẩn không ạ? Anh Nghi để cho em một cái giá kỷ niệm các bác nhé. Để cho em một cái giá kỷ niệm để em luôn chơi Tết đúng không ạ? Tuyệt vời cho cả nhà. Cao các bạn, to à. Lụ đều vâng ạ. Có hoa, có lụ, có búp và có cả lá lọc các bác nhé. Đây các bác này, gốc này. Đấy, gốc to, cực kỳ to luôn các bạn. Ui giời, đào cổ các bạn. Em rất ưng các bác nhé. Rất ưng. Đó, rất ưng ạ. Đây ạ, vườn đào của anh đằng trước các bác nhé. Còn khoảng hơn 100 hốc nữa anh mở, còn hơn 100 hốc nữa anh đang cho lên đúng không ạ? Đó, mọi người tham khảo nhá. Bây giờ thì nó chưa được đẹp lắm các bác nhá, vì hôm nay mới là mùng 9 thôi đúng không ạ? Hôm nay mới là mùng 9 tháng 12. Còn 20 ngày nữa cơ. Nên như thế này là đẹp rồi các bạn. Đây lụ các bác nhìn này. Ui giời. Chíu chít luôn. Đó, anh em gần xa qua tham quan đúng không ạ? Đó, có thể mua hoặc có thể thuê các bác nhá. Đấy, còn em ấy thì em mượn các bạn. Em mượn, đấy, qua Tết em trả đúng không ạ? Đấy, địa chỉ mời các bác của anh em lưu lại nhá. Thôn Khuê Triền, phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương. Số máy 0904 654 102. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Các bác của anh em có thể qua, đúng không ạ? Nhà vườn của anh Lam Nghi, đúng không ạ? Để tham quan, ngắm nghía. Các bác lưu ý nhá, tí em có thể quay ở đoạn trên nữa, đúng không ạ? Tiện đây giới thiệu cho cả anh em luôn. Đây là khu có nghĩa là vườn đào lớn nhất các bạn của Hải Dương luôn các bác nhá. Tí nữa đoạn trên em quay cho các bác xem một chút đúng không ạ? Đấy, mọi người cứ về tham quan đúng không ạ, mua sắm. Ok, cảm ơn cả nhà. Ui sốc quá. Ok các bác ơi, đây ạ. Đó, em đã chia sẻ rồi, bây giờ em xin quay ở ngoài đường ven một chút các bác nhá. Đây các bác nhìn hai bên đường này. Đấy, ở thành phố Hải Dương các bác nhá. Nhà em, nhà anh Nghi đúng không ạ? Nhà anh Lam Nghi thì em đã
chơi và quen anh rất là nhiều năm rồi, đúng không ạ? 2 năm vừa rồi dịch là em không qua. Đây các bác nhìn này, hơi tối mà các bác em thông cảm, em đang trên xe mà, đúng không ạ? Đấy, đây là gọi là chợ, như kiểu chợ hoa đào lớn nhất của tỉnh Hải Dương luôn, và chuyên những gốc đào cổ. Đây các bác nhìn nhá, đấy, cực kỳ to và khủng. Hơi tối, mong các bác của em hết sức thông cảm ạ. Đấy, bán và cho thuê đào Tết các bác ạ. Đấy, tầm này là các cô, các chú, các anh chị ở khu vực này đã lên hết đào rồi, đúng không ạ? Có thể lên đào, lên trên đường rồi. Các bác nhìn này, đấy, phía trước này toàn gốc to ăn được không này. Đấy, bên phải, bên trái các bác nhìn nhá. Đấy, mọi người cứ về đây, đúng không ạ? Đây, ui, toàn gốc khủng các bác này. Úi, sợ chưa? Hai bên này, ui, ui, tuyệt vời mặt trời, hai bên các bác nhá. Đấy, em quay cho mọi người xem đấy. Còn chính thức là em mượn gốc đào nhà anh trai Lam Nghi, đúng không ạ? Đấy, đây các bác nhìn này, hai bên luôn, bạt ngàn, cả bên vỉa hè bên kia các bác, tít bên trong, tối quá, đúng không ạ? Tít bên trong rồi kìa, đấy, đây này, đấy, nó đây ạ, ui giời. Trung tâm thành phố Hải Dương các bác nhá, đấy, các hộ dân, đúng không ạ? Đây là làng nghề rồi các bác ạ, đấy, các hộ dân trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, đấy, và tới dịp cận Tết là mọi người cho lên trên đường, đúng không ạ? Đấy, tuyệt vời chưa? Đó, các bác cùng qua nhá, các bác nhá, cùng qua có nghĩa là ngắm, đúng không ạ? Giao lưu, đó, và có thể mua hoặc thuê, đúng không ạ? Ok, tuyệt vời, đó. Giáp Cầu Cất các bác nhá, gần bến xe Hải Tân các bác nhá, gần bến xe Hải Tân, đấy, bán vào cho thuê đào Tết. Ok, xin chào cả nhà, em về đây ạ.